Ở hàng âm thanh A Luân xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Chào mừng các bác đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh YouTube của cửa hàng và một video tiếp theo trong buổi chiều hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020. Em trân trọng làm một clip để giới thiệu bán một đôi loa giá rẻ cho các bác có thể mua, trải nghiệm và sử dụng. Đôi loa sử dụng một bát 30, một tép kèn titan, bát 30 từ 19 coi 7,6, rất đẹp, em phải nói là rất đẹp, và em cũng đang rất là hồi hộp khi giới thiệu giá tới các bác đây. 5.500.000 đồng trên một đôi, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Các bác lưu ý, dòng sản phẩm thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, sử dụng bát 30 dòng 8 xương, xương nhôm đúc nguyên khối, bát từ 19 các bác nha, bát từ 19. Đó. Rất đẹp, 5.500.000 đồng. Các bác có thể xem và ngắm nhìn. Đó. Và tại sao nó lại là có cái giá 5.500.000 đồng? Các bác thân mến, hiện tại đôi loa này nó bị lai một chiếc tép các bác nhé. Nó bị lai một chiếc loa tép. Đấy. Các bác nhìn thấy hai cái tép của nó khác nhau. Đó chính là vì lý do để giá của nó được hợp lý và các bác có thể mua. Chỉ có một đôi duy nhất, không có đôi thứ hai. Các bác lưu ý, không có đôi thứ hai. Các bác sẽ gọi điện thật sớm. Em khẳng định rằng các bác sẽ gọi điện thật sớm. Và sau em giới thiệu thêm thì các bác sẽ gọi điện luôn cho mà xem. Em khẳng định như vậy. Phân tần các bạn, rất to. Ok chưa? Bông tiêu âm đây ạ. Màu trắng, màu thủy tinh, thùng gỗ. Chỉ có điều đặc biệt trong cái video này em muốn nhấn mạnh với toàn thể các bác, tại sao em nói đôi loa này là bán rẻ, dòng bát giác không nhá, từ 19 bát giác. Chỉ có đôi bát này không, giá của nó cũng phải tầm khoảng 3,5 đến 4 triệu rồi các bạn. Một đôi bát 30 như thế này chắc các bác phải mua tới giá 3,5 tới 4 triệu này các bạn nhá. Lo bát thì cũng báo cáo luôn toàn thể các bác là zin nguyên bản. Zin nguyên bản. Ôi em xin lỗi lần này các bác nhá, em muốn quay cho các bác xem cái nhẹn. Vâng ạ. Các bác thân mến, đây ạ. Đấy. Hàng bao đẹp cho các bác cũng như là anh em. Đấy. Quay soi kỹ cho các bác kiểm chứng loa còn zin các bác nhá. Đó. Các bác lưu ý, em xin được giới thiệu tổng quan lại một lần nữa. Đôi loa bát 30 full. Từ bát là từ 19 coi 7,6. Bát giác các nhá, dòng bát giác. Mang giấy, gân vải tẩm dầu lượng, ốp phơ lồi. Tình trạng loa bát bao zin. Phân tần bao zin, tép lai. Ở đây để em giải thích luôn toàn thể các bác tại sao lại gọi là tép lai. Vì lý do nó bị mất một cái loa check. Đấy. Hoặc nó bị chết cái loa check, hoặc nó có một cái gì đó, cuối cùng gọi là mất check đi, đúng không các bác? Thì lấy một cái loa check của dòng loa khác lắp vào, như vậy gọi là lai tép các bác nhá. Đấy, các bác nhìn hai tép không giống nhau. Và thưa toàn thể các bác thân mến, chỉ đơn giản ngắn gọn như vậy thôi. Em tin chắc rằng khi các bác muốn sở hữu đôi loa này, hãy gọi điện thật sớm cho em để sở hữu một đôi loa chất lượng giá rẻ. Em xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo ạ.